Thưa quý vị và các bạn, tại xã Huy Kim, huyện Tánh Linh, mô hình nuôi gà Ai Cập siêu trứng được anh Trần Đăng Phương Hiển chọn nuôi. Qua thời gian thực hiện mô hình, anh nhận thấy vật nuôi này mang lại nguồn thu nhập ổn định. Gia đình anh Hiển có diện tích đất rộng, canh tác các loại cây như cao su, xoài, mít. Để tăng thêm nguồn thu nhập và đa dạng cây trồng vật nuôi, anh tìm hiểu và mạnh dạn đưa giống gà Ai Cập siêu trứng nuôi thử nghiệm. Trải qua nhiều lứa nuôi, anh đúc kết nhiều kinh nghiệm và tăng số lượng đàn. Theo người nuôi, giống gà Ai Cập có năng suất đẻ trứng cao, sức đề kháng và khả năng chống chịu bệnh tốt. So với các loại trứng gà khác, trứng gà Ai Cập có tỷ lệ cũng như chất lượng lòng đỏ nhiều, dinh dưỡng cao hơn. Đó là những yếu tố quan trọng để anh Hiển chọn nuôi và phát triển đàn gà giống Ai Cập. Giống gà này là giống gà Ai Cập, nhưng mà ưu điểm của nó là đẻ nhiều, số lượng trứng đạt hàng một năm là tỷ lệ cao hơn so với gà bình thường. Giai đoạn hậu bị sẵn, hậu bị về là mình chỉ cần khâu chăm sóc mình sẽ nhanh hơn. Trong vòng 1 tháng đến 2 tháng rưỡi là mình bắt đầu gà sẽ đẻ, bổ sung thêm canxi hàng ngày cho nó, với lại ADA là bổ sung cho nó để đẻ lâu, được lâu hơn trong bầy, cho bầy con gà mái của mình hơn. Lúc đầu thì nuôi thì cũng theo mô hình cũ, thì nó cũng nói chung phân thì không được sạch sẽ lắm, nên mới chuyển ra mô hình mới. Thì theo nghiên cứu ở trên mạng đồ rồi mình tìm hiểu thêm, rồi mình làm theo, thấy làm theo cái này hiệu quả hơn, sạch sẽ, chuồng trại mình lúc nào cũng sạch sẽ. Làm băng tải là như tải phân ra như bình thường thôi. Một ngày mình thay phân một lần, buổi sáng hoặc là buổi chiều. Còn nước uống thì một ngày bơm trên bồn, rồi mình bỏ thuốc hay là bỏ canxi, rồi thì mình trộn với cám hoặc là trộn với nước cho gà uống. Anh đầu tư thiết kế xây dựng khu vực nuôi với diện tích 200m2 chia thành 2 chuồng. Thời gian đầu anh nuôi gà con, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên tỷ lệ hao hụt cao, lâu cho thu hoạch trứng. Sau đó, anh chuyển sang nhập gà hậu bị khoảng 16 tuần tuổi với giá 140.000 đồng một con. Sau khi nhập về dưỡng nuôi 4 tuần, gà sẽ bắt đầu cho trứng. Mỗi ngày với số lượng 800 con gà mẹ đẻ từ 720 đến 750 trứng. Lượng thức ăn đàn gà tiêu thụ khoảng 70kg cám công nghiệp và phối trộn với rau xanh, lúa. Phòng bệnh này phải thường xuyên, rồi một tuần phải vệ sinh sát trùng một lần, với lại chích thuốc vaccine đồ cho gà theo chu kỳ của nó. Gà đẻ thì khó khăn hơn nuôi gà thịt, có hiệu quả, nói chung cũng tạo thu nhập cho mình được nâng cao hơn so với lại nuôi gà thịt hoặc cây trồng khác. Còn mở rộng thì em cũng đang ổn định để em làm cái hệ thống này xong rồi em mới mở rộng ra tiếp, tiếp tục ví dụ thị trường mà đủ nhu cầu của thị trường thì mình mở rộng ra tiếp. Quy trình chăm sóc được anh Hiển rất quan tâm, đàn gà được tiêm phòng vaccine đầy đủ định kỳ. Đối với hệ thống chuồng trại, anh thiết kế thoáng mát. Ngoài ra còn có hệ thống cuốn phân ra bên ngoài, giảm thiểu công lao động vệ sinh chuồng trại. Nhờ áp dụng quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đàn gà của anh phát triển khỏe mạnh, lớn nhanh cho năng suất cao. Hiện giá bán trứng gà Ai Cập 2.800 đồng một quả. Như vậy, mỗi con gà có thể cho thu 310 quả trứng một năm. Sau khi trừ chi phí sản xuất, mỗi trứng gà anh có lợi nhuận 1.000 đồng. Ngoài nguồn thu từ trứng gà, sau một năm gà đẻ, người nuôi có thể bán làm thực phẩm, thức ăn. Nếu được chăm sóc quản lý tốt, tính từ lúc gà đẻ bói đến 15 tháng sẽ thải loại để nuôi lứa mới đảm bảo chất lượng trứng. Số gà thải được bán cho các cơ sở kinh doanh với giá 55 đến 60.000 đồng một ký. Với nguồn thu nhập mang lại ổn định, sắp tới anh dự định tăng đàn nhằm nâng cao nguồn thu nhập.